Vũ chụp với chị cái ảnh nướng thịt Vũ. Còn lên. Rất tay tay cái con lục chị chưa? Chưa chín à? À của em bỏ chị chín rồi. Chín để cho nó chín khô. Chín khô mới ngon. Chín khô rồi nó hết cả nước rồi ngon rồi. Không ngon. Thôi nhưng mà cho nó chín không rồi thì là thịt. Thịt hôm qua thịt bò là sắp xếp. Ngày một con nướng được hết một con lợn không? Em dạ. Ngày cũng nướng hết được một con lợn nào? Không, một con lợn thì nó là gần tả thì phải chia mấy cái cuốn này. Nướng bao lâu thì hết? Mấy người một gần 70-80 cân thôi, mấy người thằng khoảng 5-6 cân, có người thì 10 cân. Có ngày thì... Không hết thì... Có ngày 70-80 cân à? Có ngày thì mình không nướng được, tầm khoảng nướng là hết một con 15 cân. Những ngày thứ bảy chủ nhật đông khách thì nó cũng muốn rơi vào tầm 15 cân, có khi là không đủ. Em bán bao nhiêu một xiên thịt cơ? 30.000 một xiên ạ. Theo đây như nói thạo tính kinh nào? Thịt lợn rừng à? Vâng, lợn vàng mình nuôi mà thả rông. Lợn mình thả rông à? Vâng, mình thả rông vào. Lợn mám à? Sớm vâng. Mình sáng sớm mình cho ăn xong là cứ thả rông đi cả ngày chiều để cho nó ăn là về ngủ chuồn. Thế bò này là bao tiền một cục cái? Robot không em ơi. Mình bò thì ký to tiền, bé bé tiền. Bé tiền. Tiền nào của đấy. Ở đây không lo thất nghiệp nhỉ? Không, không lo thất nghiệp thì có chứ. Không làm ở đây đi ăn. Có khách đến là lo gì? Phụ nữ giỏi. Là đây cũng thất nghiệp, mình thất nghiệp không có kiếm ăn thì là đồ lương này cũng có dòng được gì đâu, không còn thu đâu. Đấy trò thế này rất vật chất. Trồng cái gì cái Tết ở đây cũng vui không em? Cũng vui. Có người cũng lấy cả xa xa thì